con mắt tình yêu không giấu vào đâu được. Cứ nhìn em đăm đăm, theo chiều em bước, ngó nghiêng. Con mắt tình yêu không lẫn vào đâu được, cứ ve vuốt tay em nồng nàn. Ăn nhanh đi em, trễ rồi. Anh này, người ta đang cảm xúc nồng nàn à, tự nhiên làm ngắt quãng. Anh không biết đó chứ, những cảm xúc vô tình thoáng qua như vậy có khi sáng tác ra những câu thơ đặc sắc đó nha. Anh á, anh không biết thôi. Chính vì những dần thơ đột phá như vậy mà em trở thành ngôi sao trong trại sáng tác thơ đó. Trời ơi, anh mà có mặt trong lúc đó đó hả, là chắc chắn anh sẽ nở mặt nở mày vì em cho mà coi. Thiệt, em á hả, được bình chọn là nhà thơ nữ xinh đẹp, tài năng. Em không cần phải khẳng định như vậy đâu, anh cũng biết rồi mà. À, ngày mai là đám giỗ ban rồi đó, em đừng có quên nha. Ủa, sao nhanh dữ vậy anh? Lầy quay lại tới đám giỗ rồi. Nhắc tới giỗ chạp cúng kiến là em ngán đến tận cổ luôn. Toàn những tập tục cũ rích, chán chết. Dù có thích hay không thích, đó cũng là ngày giỗ của ba anh. Em đừng có lơ là như vậy chứ. Rồi, em biết rồi, em không có để anh buồn lòng đâu. Bởi vậy hả, em sẽ có cách tưởng niệm ba đặc biệt luôn. Em làm cách nào cũng được, miễn là đừng quên ngày giỗ của ba anh là được rồi. Anh cứ yên tâm đi, anh ăn xong rồi á thì cứ đi làm trước đi, một tí em ghé ba nữa. À, quên nữa, chiều nay cả nhà về bên mẹ đó, em nhớ qua chơi nha. Ừ. Ừ, anh ăn xong rồi, anh đi trước nha. Bye bye ông xã yêu. Anh đi nha. Dạ. Ba hả? Ờ, ba ơi, bây giờ con qua ba một chút nha. Dạ. Bye bye ba. Dạ, con cảm ơn ba. Ba đúng là đại gia của nhà thơ Bảo Trân đó nha. Ủa, mà con làm gì cần nhiều tiền quá vậy? Dạ, con muốn xuất bản tập thơ mới của con. Con suốt ngày chỉ biết thơ với thẩn thôi à. Còn chuyện chồng con sao rồi? Dạ, đương nhiên là rất là hạnh phúc rồi ba. Ba nhìn mặt con nè, đẹp rạng ngời mà không chói lóa, cười rạng rỡ như mùa xuân tỏa nắng về. Chứng tỏ là đang hạnh phúc tràn trề đó ạ. Con đừng có chủ quan quá. Con á, đảm bảo với ba là chồng của con không có gì phải phiền lòng về một người vợ xinh đẹp nè và cấp tiến như con hết á. Còn gì mà chê nữa, đúng không ba? Ngoài xinh đẹp hiện đại ra thì còn phải làm một người vợ đúng nghĩa, phải biết quan tâm đến tâm tư tình cảm của chồng con à. Còn bây giờ á, con cứ sống theo kiểu tự do, mạnh ai nấy sống thì không có hợp với đàn ông Việt Nam đâu. Đừng có để tới lúc mất bò rồi mới lo làm chuồng. Ba à, con biết là con phải làm cái gì để giữ hạnh phúc gia đình mà ba. Mẹ, con đã nói bữa nay dọn hàng sớm phụ con, vậy mà ảnh đi đâu mất tiêu à, để mình con dọn mà cũng chết luôn nhé. Ơ, ăn dụng, ăn dụng. Em làm á thì không thấy mặt anh đâu hết trơn á. Mà hễ cái ăn á là không cần kêu, không cần réo là thấy mặt anh liền à. Hay ghê. Nói nhiều nè. Để đây nè con.
Con chào nội, con bá Quang. Mẹ, con. Con chào mẹ. Em chào anh chị. Trời ơi, đông đủ hết rồi ha. Ừ. Qua đây con. Ừ, Châu với Ngọc, hai đứa ra giường mời cố vô ăn cơm con. Dạ. Mẹ. Con mời bà cố vô ăn cơm. Ừ. Nội, mẹ. Nội. Dạ thưa nội. Ờ. Dạ. Con chào nội. Mời nội. Ừ. Được rồi. Đám giỗ năm nay muốn chế biến món Tây, món Tàu, món gì cũng được hết á. Nhưng mà phải giữ cái món ba con thích nhất là món cà ri đó nha. Nhưng mà làm cà ri dê đi mẹ. Cùng là cà ri, nhưng mà cà ri dê ngon hơn cà ri gà đó mẹ. Biết đâu, đám giỗ xong á, ba về báo mộng cho em nói là ba không thích ăn cà ri dê đâu. Đám giỗ của ba hay là nơi để tụi bay đãi tiệc hả? Thôi được rồi, tụi bay muốn làm cái món gì đó thì làm, muốn nấu cái gì thì nấu ha. Nhưng mà cần nhất là phải để cái món cà ri, giữ cái món đó nghe, cái món cà ri gà. Mẹ yên tâm đi, cái gì chứ Thủy làm mấy món đó là giỏi nhất. Mọi lần đám giỗ anh Tâm là Thủy lo hết mà mẹ. Vậy hả? Dạ. Kỳ này là giao cho Thủy đó hả? Vậy là bà nội yên tâm nhất rồi đó, thấy không? Bởi vì Thủy nó nấu á, nó nêm cái gì, ăn cái gì, sao nó cũng vừa miệng, nó cũng ngon ghê vậy đó. Mà nhất là nó trang trí đó hả, thì nhìn thấy nó đẹp mắt lắm kìa. Ba con á, mà ông có linh thiêng đó, ông về đây ông thấy đó, cái ông mừng, ông cười. Dạ đúng rồi đó nội. Vợ con á là nữ hoàng nữ công gia chánh mà, đâu có ai qua mặt được. Quá gì chưa? Chẳng phải năm nào cũng là do vợ anh đảm đương hết đó sao? Mà đâu có nghe ai phàn nàn là đồ ăn dở đâu. Chính xác á là vợ anh nấu ăn rất là ngon. Đúng rồi đó. Nhưng mà ngon thì ngon thiệt, nhưng mà em thấy á, năm nào cũng vậy nhàm chán lắm. Nhưng mà năm nay á, nhất định sẽ khác. Vợ chồng anh á, nhất định sẽ nấu những món thật là đặc biệt. Còn vợ Tư Quy sao con? Năm nay có kế hoạch hay là có phương án gì mới không? Dạ dạ chắc chắn là con có kế hoạch rồi mẹ à. Năm nay á hả, con sẽ cúng ba bằng một cách hết sức là đặc biệt của mình. Em công nhận á, chị Tư là người đặc biệt, nó làm gì cũng đặc biệt hết trơn á. Ờ, em đang mong đợi không biết sắp tới chị làm gì nữa đây ha. Từ từ đi rồi em sẽ biết. Chị Tư á là một người rất là đặc biệt. Cho nên việc cúng ba đặc biệt cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Đúng không? Mà xuống. Dạ thôi, mời cả nhà ăn cơm. Xin mời mọi người ăn cơm. À, dạ mời nãy mẹ. Con mời nội. Con mời nội. Nội ăn đi nội. Mời gặp cho nhà. Con mời mẹ. Con mời mẹ. Nè con. Châu Ngọc ơi, xuống đây bà nội biểu nè. Ôi, hai cô công chúa xuống đây. Để coi nội cho hai đứa cái gì ha. Của con nè. Đây. Của bé Châu nè. Wow, đẹp quá à. Con cảm ơn nội nha. Chà, áo mới đã quá. Con thương nội quá. Trời ơi, thấy mấy con thích vậy, bà nội vui lắm. Hôm đi siêu thị, vừa mới thấy hai cái áo là bà nội nghĩ, hai cái áo này là phải mua cho cháu tôi liền ha. Nội hay ghê á, mua áo vừa đẹp mà vừa y hai tụi con luôn. Con cảm ơn nội nha. Nội mua áo cho con có áo mới đi sinh nhật bạn đó. Mấy bữa con tưởng phải mặc áo cũ đi sinh nhật bạn rồi. Trời đất ơi, tội chưa. Nếu bà nội không mua thì mẹ con cũng sẽ mua. Chứ làm sao mà để cháu nội đi sinh nhật mà không mặc áo mới được con. Không có đâu nội. Từ ngày ba con bị thất nghiệp tới giờ, mẹ con xài tiền tiết kiệm lắm, không có hay mua quần áo mới cho tụi con như lúc trước. Qua đây với nội. Nay mẹ kỳ lắm á. Mẹ hay nổi nóng, dễ quạ quọ. Ba với mẹ cũng vừa mới gây gỗ với nhau đó nội. Mẹ con kỳ lắm đó nội. Ba con thất nghiệp là đã buồn rồi, vậy mà mẹ còn hay phân biệt người này với người nọ nữa, làm ba con còn buồn hơn. Giống ba bị mẹ ăn hiếp vậy đó. Sao lại nói vậy? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Để coi bà nội phải nói sao cho hai đứa hiểu nè. Tánh ba con á là phải luôn có người kè kè kế bên nhắc nhở thì ba con mới có thể khá lên được. Hồi nhỏ đó,
bà nội cứ ăn hiếp ba con hoài à? Bà nội nói vui thôi, chứ thật ra là bà nội chỉ nhắc nhở chứ không có ăn hiếp ba con đâu. Ý bà nội nói là tại vì ba con hiền lành, ba con an phận nè, bởi vậy má con phải ở bên cạnh. Má con phải nhắc ba con để ba con có thể chứng minh cái khả năng của mình chứ. À, vậy là con hiểu rồi. Vậy là phải có mẹ con nhắc nhở ba để ba khẳng định được mình, đúng không nội? Khẳng định? Trời ơi, sao nói gì giống người lớn vậy? Khẳng định là sao? Thôi, hai đứa coi áo đẹp đi nè. Đẹp không con? Thôi, mọi người về đi. Dạ. Rồi sắp xếp mai ghé. Cái gì chứ dỗ cha là không có được vắng đâu ngang. Dạ. Mà hình như mẹ nhắc là thừa hay sao á. Tại vì ngày mai chủ nhật mấy đứa đâu có đi làm đâu ha. Dạ thôi, con xin phép mẹ, xin phép ba con về. Dạ, con chào bà, con chào mẹ con về. Dạ, thưa mẹ, thưa nội con về. Em đi trước nha. Bye bye. Cẩn thận nha các con. Dạ. Thưa nội, thưa mẹ con về. Con về đi. Rồi con. Con về. Con đi ạ. Không có nhìn nữa. Nhìn thấy gia đình của tụi nhỏ nó đầm ấm hạnh phúc, thấy mà ham à. Chứ ai như... Nghe nó nói gì không? Gì? Mà nội nè, vợ chồng nào mà không gây lộn với nhau nội, đúng không? Bây giờ anh ba nè, anh Tư về nhà gây lộn với nhau, nội đâu có biết được, đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con với anh Phụng gây lộn vậy hả, hiểu nhau hơn đúng không anh? Đúng cái động của em. Con thấy vợ chồng Út Phụng nói vậy mà có lý đó mẹ. Lâu lâu tụi nó mới ghé qua nhà mình bữa. Giỏi lấy làm đi. Sao biết được trong gia đình tụi nó suy nghĩ gì và có chuyện gì xảy ra đâu mẹ. Hồi nãy trong bữa cơm á, con thấy nét mặt Ba Lân với Tư Huy, nét mặt tụi nó lạ lắm. Chắc là có chuyện gì tụi nó giấu con á. Thôi đừng có nghĩ lung tung gì hết trơn á. Nó vậy đó là nó cũng là hạnh phúc, nó vui vẻ vậy đó chứ. Nếu xảy ra chuyện gì có vui vậy đâu. Trời ơi. Ai da. Ai da. Xong rồi, xong rồi. Hết giờ rồi. Gì vậy? Đây. Một chút nữa đi em. Vì đói cả đêm hôm qua tới giờ chân đi không nổi luôn à. Mệt muốn chết. Bóp một chút nữa đi em. Bộ có mình anh là biết mỗi chân rồi hả? Em cũng quỳ như anh suốt một đêm qua. Nhưng mà sáng sớm ai dậy đi bán sớm hả? Em hay là anh? Ai mệt hơn ai? Đúng không? Tới phiên anh, đừng có nói nhiều. Vậy. Vậy, bóp chân cho em. Anh chơi ăn gian quá nha, không có được như vậy đâu. Hồi nãy á là hứa mỗi đứa sẽ bóp chân cho đứa kia 15 phút, đúng không? Vậy mà giờ anh định xù hả? Không có được với em đâu. Vậy uống xíu đi em. Vậy trời ơi, chơi kỳ vậy. Vậy bóp chân cho em. Hôm qua anh có nhớ anh hứa gì không? Hả? Hôm qua anh có nhớ hứa là vợ chồng mình sẽ thương yêu nhau không? Anh có hứa với ba mẹ gì không? Mà yêu thương nhau là không có gây lộn với nhau nè. Mà anh á, anh mà cà chớn với em á là không có được đâu nghe chưa? Em gây lộn với anh, em la làng lên cho mẹ nghe nè. Lâu lâu á, bóp chân cho vợ mà cũng kiếm cớ trốn tránh nữa. Anh á, sao thiệt tình. Sao? Sao có mà anh đơ quá vậy? Bóp chân mà không có cảm xúc gì hết trơn vậy? Mà anh hứa với em rồi đó nha. Hứa với ba mẹ rồi đó. Là yêu thương nhau, chăm sóc nhường nhịn vợ. Mà yêu thương chăm sóc nhường nhịn vợ là sao? Là không phải á, em cứ nói một tiếng á là anh sững cồ lên với em nghe chưa? Mà cũng thiệt là bực bội vậy.
anh đừng có sững cổ với em chi. Mọi chuyện đầu đuôi cũng như bà chính cơ ra hết đó. Tại bả mà mình phải khốn đốn vậy nè. Em nhất định sẽ dạch mặt bả ra cho bả biết. Dạch mặt bả ra. Thôi đi em ơi, mệt quá. Kệ bả đi. Đừng có đụng chạm gì tới bả nữa. Mất công nội chửi nữa bây giờ. Sao mà được? Sao mà kệ bả được? Đâu có để bả mà xỏ mũi mình hoài vậy được. Bả anh không thích tức hả? Tức cái gì? Thôi, mình không đụng tới bả thì bả không đụng tới mình thôi. Nhưng mà bả sẽ dựa vô cái cớ là bà nội tin bả, đúng không? Bà nội mê tín dị đoan, rồi bà nội ném tiền qua cửa sổ. Bà nội làm khổ mẹ hay sao? Mệt em quá, em muốn làm gì đó em làm đi. Bóp chân tiếp, đừng nhiều chuyện, bóp ông, đúng không? Được rồi, nếu như mà anh không can dự vô thì để em sẽ chứng tỏ bản lĩnh con vô út nhà này cho bả thấy. Cơ quan em có chuyện đột xuất, cần em giải quyết. Chắc là em... em có việc thì cứ đi đi. Anh đi chợ một mình cũng được mà. Nhưng mà em cũng không biết là chừng nào mới về. Em chỉ sợ là không có phụ cho anh được. Có gì đâu, anh nấu hết cũng không sao. Nè, em lo giải quyết công việc đi, để trễ. Một lát anh vô lấy xe đi chợ sau cũng được. Đi đi. Em à, dậy đi. Gì anh? Hôm nay đám giỗ ba rồi đó, em chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì nói anh nghe coi. Ngồi dậy đi mà. Em nói là em chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì nói anh nghe coi. Anh đừng có lo, anh đi đi.
lâu quá vậy? Xin lỗi đến trễ vì đợi phỏng vấn lâu quá. Liệu có được không anh? Hay là giống như mấy lần trước nữa? Lần này anh rất là tự tin, chắc chắn là sẽ có kết quả đúng như ngành anh học. Vậy là hôm nay em khao anh ăn nha, em đói bụng quá. Anh xin lỗi, để em đợi. Rất sốt ruột nên trên đường đến đây anh đã mua một món mà em rất thích. Vậy hả? Thiệt. Đây nè. Trời ơi, xôi bắp, lâu lắm rồi em mới được ăn đó. Vậy thì em ăn đi. À, hay là em khao anh ăn hủ tiếu, còn em ăn xôi bắp nha. Thôi, anh đã mua hai phần rồi, mình ngồi ăn luôn đi em. Ừ, nha. Vậy cũng được. Nè. Sẽ có một ngày nào đó anh sẽ xây cho em một căn nhà thật đẹp, thật rộng. Đó, giống căn nhà kia kìa. Anh sẽ xây một cái bếp thật đẹp. Anh sẽ thuê một người nấu xôi bắp nổi tiếng ở Sài Gòn nấu xôi bắp cho em ăn, em chịu không? Sao tất cả những gì mà anh đã đối xử với tôi, tôi không bao giờ có ý định muốn gặp lại anh nữa. Kìa. Như vậy đủ làm em hả giận chưa? Nếu chưa thì em cứ tiếp tục. Anh thề sẽ không phản ứng gì đâu. Chia tay với người yêu, kết hôn với một cô gái giàu có, gia đình bề thế. Anh biết anh là người chẳng ra gì, nhưng anh vẫn xin em tha thứ cho anh. Anh muốn tôi tha thứ à? Để làm gì? Tôi và anh đã có hai hướng đi, cuộc đời cả hai không có liên quan gì với nhau hết. Để được lòng thanh thản, bao lâu nay anh luôn cảm thấy rây rứt vì lỗi lầm của mình. Anh sẵn sàng làm tất cả những gì để em tha thứ cho anh. Vậy hả? Em... Nhưng tiếc thay, tôi không thể tha thứ được. Vì anh là một con người sẵn sàng dứt bỏ cái mà ngày ngày người ta vẫn gọi đó là tình yêu, để chạy theo tiền bạc, danh vọng, địa vị. Không phải anh đang rất hài lòng vì đã có tất cả những thứ đó hay sao? Trong một phút chốc nào đó, anh cảm thấy mình hài lòng với những thứ mình có được. Nhưng mà em phải hiểu cho anh. Anh nghĩ là em sẽ hiểu. Em cũng thấy đó, có những người ở dưới quê lên như em và anh, chấp nhận đánh đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là điều bình thường mà. Khi có được mọi thứ rồi, người ta mới suy nghĩ về cuộc đời và nhìn lại. Và anh đã nhận ra rằng anh không thể nào quên tình yêu trong sáng ngày ấy. Anh không bao giờ quên được em. Xin lỗi, tôi miễn nhiễm với những tình huống phim Hàn Quốc rồi. Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Anh biết không, thật ra tôi đã quên anh và chẳng bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Anh không tin. Anh tin rằng tình yêu em dành cho anh ngày xưa khó mà quên được. Anh không tin thì thôi, nhưng đó là sự thật. Bởi vì mỗi lần gặp anh thì những đau khổ, tủi nhục ngày xưa trong tôi lại sống dậy, dày dò tôi. Anh có hiểu cảm giác của một cô gái nhà quê bị bỏ rơi bơ vơ giữa thành phố rộng lớn này là như thế nào không? Cho đến bây giờ, tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Thủy! Thủy! Hay cha, thịt nai bây giờ rửa xong thì làm sao cho nó ngon ta?
Dạ, ba ngâm thịt sạch với rượu, xong rồi thái nhỏ ra như thịt bò. À, trời ơi, vậy mà ba quên. Cảm ơn con nha. Năm nào mà mình cũng nấu như năm nào á thì dễ chán lắm. Năm nay mình nấu món lạ nhưng mà ngon, ai mà không khen được, đúng không? Dạ, nhưng mà toàn khen má không à, chứ đâu có khen ba. Có sao đâu, cũng vậy thôi. Ba ơi, bà nội tới. Hả? Chết. Hai đứa nhớ, không được nói với bà nội cái chuyện mẹ không có ở nhà, nghe chưa? Nếu như bà nội có thắc mắc cái gì thì nhớ nói bà nội phải hỏi ba, nghe chưa? Dạ. Dạ, mẹ tới chơi. Ừ. Con trai. Đây, sao vậy? Dạ. Sao bữa nay mặc tập về dạ. Nấu nướng vậy? Vợ con đâu để con làm? Dạ, vợ con chuẩn bị xong hết rồi mẹ. Cậu chạy đi mua chút gia vị thôi hả? Chào bà nội. Nói chào bà nội. Ôi, hai cô cháu cưng của tôi nè. Sao, có gì để mẹ phụ cho, chứ để vợ con làm mình tội nghiệp nó quá. Dạ. Thịt nai đây phải không? Vợ con tính nấu món gì? Điện thoại cho nó, hỏi cách thức đi rồi mẹ làm phụ cho. Điện đi con, dạ. Điện liền đi. Dạ, mẹ chờ con chút. Hỏi nói cách ướp luôn nha con. Alo, em hả? Mẹ hỏi thịt nai chế biến làm sao. Thì em hướng dẫn đi rồi để mẹ làm. Ướp thịt nai với tiêu. Ít đường. Với tiêu. Bột ngọt. Muối ớt. Nửa chén sả. Mẹ, nửa chén sả mẹ. Rồi. Chút xíu rượu nữa mẹ, rồi trộn đều lên. Trộn đều lên. Dạ, trộn đều lên nữa mẹ. Rồi, mẹ hiểu rồi. Trộn đều lên hết tất cả những cái này phải không? Dạ. Rồi sau đó thì làm gì nữa? Dạ, mẹ làm xong rồi mẹ cho vô tủ lạnh đi mẹ. Rồi bỏ vô tủ lạnh phải không? Dạ. Rồi, để mẹ làm. Con coi có cái gì nhỏ nhỏ bên ngoài đó, con phụ làm đi con. Dạ. Dạ xong chưa mẹ? Rồi, để mẹ xắt cái này, cái tảng thịt bự quá trời, làm sao mẹ xắt hết liền được con. Từ từ. Bột nêm nè, bột năng nè, muối nè, tiêu nè. Mình ghé đây đi chị, để mua tặng cho chị cái đầm nha. Thôi, đủ vậy rồi chị. Đừng có mua nữa mà, về đi. Nãy giờ mua quần áo giày dép tốn tiền em quá trời rồi, chị không mua nữa đâu, tốn tiền lắm. Chị còn phải về phụ anh Lân nấu ăn nữa, về đi em. Có bao nhiêu đâu mà ngại. Chị thích cái đầm này không? Chị lấy đi, em tặng đó. Thôi. Chị ơi. Trời, cái đầm này là mắc tiền lắm. Chị lấy cho em cái đầm này nha. Dạ. Trời ơi, em làm chị ngại quá à. Sáng giờ mua toàn đồ mắc tiền không à. Biết chừng nào chị mới dẫn em đi mua sắm được chứ. Có bao nhiêu mà chị lo. Hết tất cả cũng không bằng buổi nhậu của chồng em nữa. Dạ, đồ của chị đây, em cảm ơn chị. Đây nè chị. Cảm ơn em nha. Mà nè, có chuyện này chị muốn dặn em. Em đừng bao giờ làm cầu nối cho chị với anh Minh nữa. Em không hiểu anh ta đâu. Từ khi chị bị anh ta rũ bỏ một cách không thương tiếc, để đến với cô vợ giàu có hiện tại, chị hiểu anh ta là con người thực dụng và ích kỷ. Chẳng có gì tốt lành đâu em à. Chính cái nghèo đã khiến người ta sống tệ vậy đó chị à. Nếu là người thực dụng thì bây giờ anh ấy đến với chị để làm gì? Chị đâu có gì cho anh ấy đâu. Chị không rõ vì sao anh ta lại quay lại với chị. Nhưng chị tin là anh ta không làm gì mà không tính toán thiệt hơn. Chị đừng quá đa nghi như vậy chứ. Anh Minh có tâm sự với em,
anh sống trên đồng tiền, nhưng phải chịu đựng bà vợ vô tích sự, chỉ biết ăn chơi, nên anh càng nhớ đến chị, nên mới đi tìm chị đó. Chỉ đơn giản vậy thôi mà. Còn bây giờ thì anh ấy thấy chị là một người phụ nữ tài năng, giỏi giang, và hối tiếc vì để mất chị. Rồi mẹ cho dầu vào, chờ cho dầu nóng nghe mẹ. Rồi dầu nóng rồi mẹ cho tỏi và xả bầm nhuyễn vô. Dạ dạ đúng rồi. Dạ đây đây đây. Dạ mình phi cho nó thơm. Rồi sau đó mẹ bỏ thịt nai đó ướp vô mẹ. Rồi mình mở lửa cao lên chút. Chờ khoảng 5 phút là được mẹ. Cháu lấy giùm ba cái chén nước cốt dừa trong tủ lạnh con. Nhanh lên, dạ. Nhanh lên. Dạ rồi. Nước cốt dừa sao em? Rồi con, để đó dạ. Cho nội. Rồi, đổ vô luôn hả? Mẹ, thịt săn rồi đổ nước cốt dừa vô luôn mẹ. Rồi, mẹ biết dạ. Mà chút xíu nó săn bây giờ mà. Rồi. Bây giờ mẹ nêm nếm nó sao cho mà nó béo béo ngọt ngọt cay cay là được rồi đó mẹ. Dạ. Sắp xong một món rồi đó em. Em sắp về chưa? Vậy ha, về liền em, nhanh nghe, bay em. Chị ơi chị, bài tập này khó quá, chị chỉ em đi. Ừ, ra đây. Con dạ. À, cái món này vậy là gần xong rồi đó. Dạ. Cứ để lửa riu riu là được à. Bây giờ còn gì nữa để đó mẹ làm luôn cho. Dạ. Con điện hỏi vợ con rồi để đó mẹ làm luôn cho. Dạ được rồi mẹ. Để chút nữa vợ con nó về nó làm. Mẹ cũng phải để cho vợ con làm tròn bổn phận dâu con chứ. Nó không có thì giờ mà. Chờ nó về rồi làm trễ rồi làm sao qua bển giữ đám dỗ con. Rồi còn đi qua bển liền vợ mà. Không sao đâu mẹ. Vợ con về làm ào ào cái là xong liền à. Đảm bảo là kịp giờ cúng dỗ ba mà. Mẹ cứ để đó cho con đi. Mẹ cứ đi về bên đó đi. Để lo công việc bên đó nữa. Ở bên đây vợ chồng con lo được rồi. Nè, mẹ về nghe. Dạ. Mà cần cái gì thì cứ điện một tiếng ha. Xong rồi là mẹ một á là mẹ chạy qua mẹ phụ. Dạ. Hai á là có cái gì cần cứ điện cho mẹ liền. Dạ con biết rồi. Nha. Dạ. Ừ mẹ về đó. Dạ. Mẹ để con đưa mẹ. Thôi được rồi, để mẹ tự ra đóng cửa được. Dạ mà. Dạ mẹ về nghe mẹ. Con tưởng là mẹ không biết gì sau ba lần, nhưng miễn là con cảm thấy vui là mẹ cũng vui rồi. Ba hay quá à. Ba đóng kịch cả buổi trời luôn mà bà nội không biết gì hết đó. Ba giống như diễn viên vậy đó. Sao hồi đó ba không đi làm diễn viên, chắc nổi tiếng lắm á. Thôi, hai đứa làm phụ ba nhanh lên, không kịp giờ nữa rồi kìa, nhanh lên. Dạ. Dạ. Ốc Phụng, cái này em để lên bàn thờ nè. Lụa, bỏ dạ. Cái này xuống đây, rồi lấy thêm mấy đôi đũa cho chị nha. Dạ. Tư Huy, mang lên đây. Dạ, anh, phụ với chị. Em xuống hỏi mẹ, nhang đèn để ở đâu? Dạ. Úc Phụng, đi theo chị phụ chị nè. Sao? Không gọi được hả? Bộ vợ chồng có chuyện gì sao? Có gì đâu anh. Chắc là cô đang chạy xe cho nên không nghe máy được. Anh cũng biết vợ em tính khác thường rồi, nên lúc nào cũng bất ngờ về giờ chót hết á. Ừ, nếu mày hiểu được nó vậy thì tốt, chứ mất công vợ chồng bất hòa để mày buồn. Dạ em biết mà. À, em nghe mẹ nói là anh đang thất nghiệp hả? Thì thật ra em không muốn phê bình ai,
Nhưng tính chị ba em hiểu mà. Anh cố gắng nha. Không, chị ba mày giờ thay đổi nhiều rồi. Tuy là có hơi cằn nhằn một chút, nhưng mà cổ giỏi đảm đang. Với lại hai đứa nhỏ giờ cũng ngoan lắm. Huy. Dạ. Trân đâu? Tại sao mà có đứa con dâu vô lễ vậy? Không biết phép tắc gì hết trơn trọi. Đám dỗ của cha chồng mà vắng mặt. Vắng mặt như vậy là thái độ gì hả? Không phải là nó xem thường cha chồng nó hay sao? Dạ thưa mẹ, mẹ đừng giận. Trân nó còn nhỏ, nó chưa hiểu. Với lại nó cũng bận bịu nhiều công việc quá, nó sắp xếp về không kịp đó mẹ. Còn cô nữa, cô không có biết cách dạy dâu. Để cho nó lớn từ đằng chân lên tới đằng đầu. Tới bây giờ nó xem thường cha chồng nó nữa. Vậy là còn gì nữa? Chuyện gì thì bà nội cũng có thể tha thứ được. Nhưng dứt khoát, cái chuyện mà con dâu nó đi xem thường cái đám dỗ của ba nó là không thể chấp nhận được. Dạ, con chào nội. Con chào mẹ. Em chào các anh chị em thân mến trong gia đình. Tại sao giờ này con mới tới? Dạ, may quá nội, con đến vẫn còn kịp. Ông taxi ông chạy bán mạng luôn nội. Dạ, tại vì sao mà con đến trễ là tại vì tập thơ này nè nội. Gì? Năm nay con sẽ tưởng niệm ba bằng một món quà hết sức đặc biệt này. Dạ thưa nội. Dạ thưa mẹ. Em thưa tất cả các anh chị em trong nhà. Dạ, con đã thức trắng mấy đêm rồi đó nội. Chạy đi xin giấy phép nè. Hai đứa. Chạy đi xin nhà in nè. Nói chung là dân dân nhiều thứ lắm. Khổ không thể nào tả hết luôn á nội. Để kịp xuất bản tập thơ này. Để cho đúng ngày đám giỗ của ba. Ba ơi, tập thơ này thay cho tình cảm của con dâu dành cho ba. Người tuy là không sinh ra con, nhưng mà đã cho con một người chồng yêu thương con hết lòng. Ở dưới suối vàng, con xin ba hãy nhận tấm lòng của con và lắng nghe bài thơ này được trích trong 20 bài thơ con đã làm để tặng ba. Cuộc đời còn, sao cha lại ra đi? Hỏi nắng vàng kia, ngơ ngác những gì? Trời xanh kia, xanh giàu vô tận. Ơi ngọn gió buồn, sao xác mãi điều chi? Mọi người còn, sao cha lại ra đi? Trên nấm mộ đã tàn phai nhang khói. Nguyễn Thành Tâm, cha yêu dấu của tôi vẫn còn lại đây. Một mảnh đời đã xa xôi. Xuân đã về biết mấy mùa rồi. Ở nơi ấy có còn ai chờ đợi? Con nhớ cha những ngày nhà hội họp. Một nén hương lòng nhớ mãi cha yêu. Trời ơi, nội không ngờ con là cháu dâu hiếu thảo nhất của nội mà. Không ngờ con lại làm cho ba chồng con bất ngờ như vậy. Tội cháu quá, mấy lâu nay cũng vất vả quá phải không con? Dạ. Tội nghiệp quá. Chắc là có ai đến, để con ra mở cửa xem sao. Dạ. Yeah.
Bây giờ là thời đại nào rồi mà nội còn tin ba cái trò mê tín gì đó. Con à, có không thích thì cũng ráng nhịn đi. Cái này để cho bà nội vui mà con. Yeah! I'm nobody, buddy, buddy, but you. I'm nobody, buddy, buddy, but you. Lassie, 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 lassie. Nobody, nobody, nobody. Đây là đâu? Má ơi, má, con. Em được mẹ rồi. Con má ơi, con nhớ má quá. Tâm má ơi, con ở dưới lạnh lắm má ơi. Tâm ơi, má ơi. Tâm. Dạ. Con nè, con má ơi, con là thằng con. Tâm con của má nè. Bữa nay là cả nhà về đây làm đám giỗ cho con đó. Con có gì muốn nói với má không? Con hối hận lắm má ơi. Sao con? Tại vì con không có nghe lời má, cho nên con mới cưới vợ của con. Con mới ra nông nổi như vậy. Con chết quạt trên đất lắm má ơi. Má đã nói lại đứa mày không hợp tuổi. Vậy mà tụi bay cũng cãi để cưới nhau. Để đem về, rồi cái mày bệnh, rồi cái lúc xui xẻo, cái mày chết, mày đi luôn, bỏ mẹ. Mạng vợ con lớn quá, nó mới hại con. Nó hại lắm. Con chưa có muốn chết, nhưng mà tại vợ con khắc tuổi khắc mạng, cho nên con mới ra đi. Tại con. Chính nó mới giết con đó mà thấy chưa. Con chết đi rồi mà nó còn mạnh khỏe như trâu á. Bà đừng có nói vô cớ gì. Ở nhà này cũng biết là ba tôi bị bệnh mà chết mà. Tôi là bác sĩ tôi không biết sao. Im đi, anh Tâm nó nói không sai. Vì vợ nó mà nó phải ra đi như vậy. Dạ. Tại nó, cái nhà này liên miên xui xẻo lắm mà. Sống làm sao mà để cho thằng Tâm nó ra đi đột ngột như vậy. Trời ơi là trời, Tâm ơi là Tâm. Con chết quạt, chết ức, con bỏ má mà. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Ai đây, ai đây? Dạ con là con vô út của ba. Hồi lúc ba còn sống, con không có may mắn được gặp ba. Con buồn quá. Hôm nay là đám giỗ của ba. Con có món quà tặng cho ba nè. Thôi con ơi, âm dương cách trở đôi đường. Đừng, ba mới nhận quà cáp gì đâu con. Ba nhận đi. Đừng. Ba nhận đi cho con vui mà ba. Ba thấy cuốn sổ này quen không ba? Cuốn sổ màu xanh. Đúng rồi. Quen không? Quen à. Nhà ông Tư Điền có hai cha con. Ông Tư khắc tuổi với con dâu. Nhà bà Tâm có bốn con trai, đúng không? Đúng. Ba của con dâu, đúng không? Đúng. Mà cô con dâu út là dễ thương nhất. Ủa, cái này tôi đâu có ghi. Cái này tôi mới thêm vô. Trời ơi. Đây nè, nội. Nội coi đi nội. Nội coi rồi sẽ rõ à. Không có ai nhập xác nhập thần gì hết á. Ổng á thu nhập thông tin rồi buôn thần bán thánh. Nếu á mà bà chối hả, được rồi, tôi sẽ kêu ông Tư tám ngón tới đây xử bà ha, xử bà. Còn nếu không hả, tôi sẽ kêu mấy người bị bà lừa đảo tới đây dịch mặt bà ra. Dịch mặt bà ra nghe chưa? Đừng con vợ út của ba. Nếu cái gì? Cô ơi cô nên nhớ rằng tôi là người cho mượn xác để cõi âm nhập về để được đoàn tụ gia đình. Mẹ ơi, tôi làm việc tích đức chứ tôi đâu có lừa đảo gì đâu cô. Ủa, ba tôi đâu rồi? Sao mày lẻo cái mồm vậy hả? Ông ba đi rồi hả? Nè, tôi nói cho biết nghe chưa, tôi đây nè. Sao cô? Biết cái gì không? Biết cái gì không? Không. Tôi mài dao đó, tôi thọt huyết heo từ năm 15 tuổi nghe chưa? Nghe chưa? Bà mà cà trớn hả? Tôi thọt cái khô máu luôn nghe chưa? Cô, tôi chính cờ chứ không phải là heo. Thôi, không có nói gì hết á.
giải ba lên công an đi. Đừng. Rõ ràng ha. Rõ ràng mày đi. Gạt tao ha. Nè. Trời ơi, đừng mà. Mày gạt gẫm tao á. Nói. Cô ơi, cô cũng phải thông cảm giúp cho tôi. Cái lỗi lầm này á cũng không phải là do tôi đâu, mà là tại vì cái bà nội này nè. Tại vì á bà tin lời của tôi quá đi. Rồi á tôi mới thấy vậy, tôi mới tìm một số vốn. Tôi mới làm cái trò lừa đảo như vậy. Chứ thật tâm ra cô cũng biết rồi đó, tôi toàn là coi bói dạo bói mướn không à. Chỉ có 5.000, 10.000 hoặc 100.000 trở lên thôi, chứ tôi có làm cái gì đâu. Cái gì? Bà lừa đảo 5.000, 10.000 tôi không nói. Đằng này là 30 triệu của nhà tôi, sao bà không đi ăn cướp luôn đi? Nè. Không có nói gì, giải lên công an đi. Đi. Đừng. Dạ tôi sợ mấy ảnh lắm, đừng có bắt tôi lên công an. Cô ơi, cô mở lòng từ bi hỷ xã, cô tha cho tôi lần này đi cô. Bà ơi, bà tha cho tôi lần tha này đi. Tha cái gì mà tha hả? Con à. Thôi được dạ rồi. Dạ bà đi không? Kể như lần này là nhà mình từ bi hỷ xã, tha cho bà lần này đi nội. Dạ. Còn dạ, thôi, tôi nói cho bà biết nha. Dạ. Tôi nè. Dạ, biết. Xuyến từ đây ra cửa cho tôi. Hả? Đi. Xuyến hả? Bà không đi nữa. Biệt. Đi lên. Cũng tại nội hết á, cũng vì nội quá tin tưởng nên bà chính cơ mới có thể lừa cả gia đình mình như vậy. Ừ, tại tao á, tại vì tao thương con tao. Nội, chứ vợ nó có thương gì nó đâu. Tâm ơi là tâm, con chết quang chết ức, con về con dắt mẹ theo vậy. Chứ mẹ không có muốn ngờ gì cái đám cháu dâu này nó bất hiếu với bà nội nó quá. Tâm ơi là Tâm ơi. Mẹ, mẹ. Mẹ à. Mẹ. Mẹ, tụi con muốn mẹ về ở chung với tụi con. Cái gì vậy? Tự nhiên kêu mẹ về sống chung là sao? Chim không thấy mẹ đã chịu khổ với bà nội nhiều rồi sao? Em thấy hôm nay đúng ra là ngày sum họp gia đình, vậy mà bà nội đã làm gì? Anh Tư nói đúng á. Em thấy hả, bà nội suốt ngày quạnh hoẹ mẹ hoài à. Mà em nói á, là mẹ đừng có chịu đựng bà nội cái kiểu vậy nữa. Mà mẹ có nghe em đâu. Mẹ biết là các con thương mẹ cho nên các con mới nói như vậy. Nhưng các con à, các con có biết cảm xúc của bà nội như thế nào không? Nhưng nội có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mẹ không? Đành rằng là bà nội lớn tuổi, tính tình khó khăn hay xét nét. Nhưng mà lần này là nội tin lời người ngoài, xúc phạm đến mẹ đó. Thật ra không chỉ mình nói với em lụa, mà ngay cả con cũng thấy lần này nội xử sự như vậy là không được. Con thấy mẹ nên về sống chung với tụi con đi. Cả con và thằng Tư đều lo cho mẹ được mà. Mẹ biết rằng nội không cố ý như vậy đâu. Mẹ chỉ nghĩ là vì bà nội thương ba con quá. Thương quá rồi bà nội nhớ. Vì nhớ nên mới dễ tin lời bà chính cơ như vậy. Các con à, các con, đáng lẽ là các con có con cái rồi, các con phải hiểu được cái cảm xúc đó, cái tâm lý đó của bà nội chứ. Mẹ nói đúng đó. Anh đừng giận nội làm gì. Tự nhiên bây giờ kêu mẹ về sống chung với tụi mình, chẳng khác nào công khai chống đối bà nội. Con hiểu, nhưng không thể vì vậy mà nội có quyền phủi bỏ bao nhiêu công sức mà mẹ đã dung dén cho gia đình này. Tính nội bảo thủ lắm, không có thể nào mà thay đổi được nội đâu. Con nghĩ là mẹ nên tránh mặt đi, để nội có một thời gian nội suy nghĩ, nội nhìn nhận lại thái độ của nội đối xử với mẹ. Em thấy không có được rồi đó. Tự nhiên giờ kêu mẹ qua ở chung với mấy anh, rồi nhà này ai sẽ lo đây? Trước giờ quen cuộc sống của mẹ rồi, sao mẹ đi được? Em bao nhiêu tuổi rồi mà đồ quấn lấy mẹ như vậy? Đây nè, giờ sẵn có ba anh em, mẹ muốn nói điều này nè.
Hình như thời gian gần đây mấy đứa không có gần gũi, không có quan tâm cho nhau phải không? Hãy suy nghĩ lại đi. Các con phải gặp gỡ nhau thì nếu có đứa nào có khó khăn thì các con mới sẵn sàng giúp đỡ được chứ. Bây giờ các con lớn rồi, có vợ có chồng hết rồi, nhưng mà bây giờ không quan tâm chăm sóc. Rồi thằng ba thằng tư nè, các con lớn rồi mà không nghĩ cách giúp thằng út coi nó như thế nào. Mẹ già nội già rồi, biết còn sống được bao lâu nữa. Anh em mấy con phải đùm bọc, phải thương yêu nhau chứ. Cứ cãi giả vậy, mẹ chết mẹ đâu có yên lòng đâu. Mẹ, trời ơi, thiệt là tức quá mà. Con mẹ chính cơ mắc dịch mắc tồi này, nó bao hại tôi tốn biết bao nhiêu là tiền. Mẹ ơi mẹ, ơi ai đó, ơi 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 là lạnh quá. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi, đỡ chưa mẹ? Hay là con nói mấy đứa nhỏ chở mẹ đi bệnh viện khám nghe mẹ nghe. Tôi không đi bệnh viện đâu, tôi khỏe rồi, đi chi tốn tiền lắm. Tôi tức con mẹ chính cơ này, nó dám lừa tôi, nó gạt tôi, chứ tôi đâu có muốn vậy đâu. Thôi con hiểu mẹ mà. Mà con có để bụng chuyện này đâu mẹ. Hiểu là hiểu sao? Tôi nói thiệt nha, con mẹ chính cơ này mà nó để cho tôi thấy mặt nó hả, là nó chết chắc với tôi rồi. Thôi mà mẹ, kệ người ta đi. Người ta làm ác thì thế nào người ta cũng nhận điều xấu mà. Mẹ đừng có giận chi cho thêm bệnh mẹ ơi. Mẹ à, hôm nay con thấy vợ chồng thằng ba với thằng tư hình như có chuyện gì đó mẹ. Nên con xin phép mẹ cho con qua nhà tụi nó tìm hiểu coi sao hả mẹ. Ý cô là sao? Cô mượn cớ cô bỏ nhà để qua tụi nó, cô giằn mặt tôi chứ gì? Tôi biết mà, ý cô nham hiểm lắm. Ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng mà trong bụng cô đã rắp tâm trả thù chứ gì. Mẹ ơi, không phải vậy đâu. Thật ra con chỉ định qua nhà tụi nó ở một hai bữa để tìm hiểu thôi, chứ con có dọn đi luôn đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp con nghe mẹ. Tôi nè mới là người đáng tội nghiệp nè. Già cả rồi, chỉ trông nhờ nó con cái thôi. Lỡ làm Phật ý, nó đặng nghe đủ điều. Tôi biết thân phận của tôi lắm mà. Cô làm gì cô làm đi. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, là con sai mẹ ơi. Con không biết lựa lời nói để mẹ hiểu lầm con. Mẹ ơi, làm sao mà con bỏ mẹ đi được hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nghe mẹ. Mẹ ơi, mẹ, cho con xin lỗi mà mẹ. Mẹ đừng giận con nghe mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa, anh tới hồi nào vậy? Vợ tôi đâu? Tới nãy giờ rồi. Trân nói đi ra ngoài mua chút đồ gì đó. Đâu, anh thử gọi điện cho Trân đi. Chắc hôm nay anh với vợ tôi đã bàn xong công việc rồi đúng không? Bây giờ tôi có việc riêng muốn bàn với Trân, nên hy vọng là anh thông cảm cho. À, đồ ăn về rồi nha. Ăn thôi, ngon lắm nè. Ủa, anh về rồi hả? Em tưởng anh còn ở bên nhà mẹ chơi.
nên em không báo cho anh biết là tụi em ăn mừng tập thơ mới của em á. À, đây đây, Trân Trân, để anh phụ em cho. Này Trân ra, để cho. Trân à, hôm nay anh có việc quan trọng muốn nói riêng với em. Chút nữa nói đi anh, ăn trước đi, đồ ăn nguội hết rồi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói thiệt mà. Nếu mà hai người có chuyện riêng muốn nói thì thôi tôi về, bữa khác tôi ghé. À quên. Hôm nay em làm vậy là sao? Tại sao em không nói gì cho anh biết hết trơn vậy? Thì ra là chuyện này đó hả? Em muốn làm cho anh và cả nhà anh bất ngờ thôi. Anh biết không, tốn nhiều tiền của em lắm á. Anh thấy tập thơ em viết mừng kỷ niệm ngày giỗ của ba có hay không? Em nghĩ sao mà lại làm vậy? Đó là giây phút thiêng liêng để người sống tưởng nhớ đến người thân của mình đã mất. Vậy mà em lại làm mấy cái trò lố lăng đó. Em coi được hả? Anh thật sự không hiểu nổi em luôn đó. Sao lại là lố lăng chứ? Em chỉ muốn tạo sự mới mẻ, bất ngờ cho gia đình của anh thôi mà. Anh có biết là em phải tốn bao nhiêu là công sức mới làm được món quà đó không? Anh đâu có bắt em phải làm như vậy đâu. Anh chỉ cần em đến thắp cho ba nén nhang, rồi gia đình quây quần nói chuyện, chia sẻ với nhau là đủ rồi. Vậy mà em lại bày ra mấy cái trò vậy đó. Anh á, anh đúng là một con người cổ hủ, khô khan. Em nè, em làm tất cả mọi chuyện chỉ vì anh, vì gia đình của anh thôi, mà bây giờ anh lại trách em vậy đó hả? Tập thơ của em ra mắt, anh không chia vui thì thôi, bây giờ anh còn mặt nặng mày nhẹ với em vậy đó. Anh coi đi, anh làm vậy có đúng không? Sao Mai ở nhà hết vậy ta? Đi đâu hết rồi? Alo. Anh đang đâu vậy? Sao anh đang nấu cơm giữa chừng anh bỏ đi đâu vậy? Anh đang ở trong bệnh viện. Bà Tuyết tự tử. Vậy thì mắc mới gì chỉ gọi đến anh? Tại vì trong thư tuyệt mệnh, bà Tuyết có nhắc đến tên của anh, nên họ tìm số trong điện thoại của bà Tuyết rồi gọi anh tới. Sao anh lúc nào cũng ở không lo chuyện không đâu hết vậy? Anh gọi cho người thân của cổ tới là được rồi. Anh là người thân của bệnh nhân Bạch Tuyết. Dạ. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, anh đi theo tôi làm thủ tục gấp. Dạ. Thôi nghe, có gì anh gọi em sau nha. Ba ngồi đi. Con không ngờ làm ba lo lắng, tôi nổi tới tận nhà tụi con như vậy. Thôi ba ngồi nghỉ đi, con lấy nước ba uống nha. Ba nghe con khóc trong điện thoại nên ba lo. Nhà cửa sao để bề bộn quá vậy nè con? Ủa, nước đâu, sao cho ba uống cái này? Dạ, nhà hết nước rồi. Cái này cũng là nước mà ba. Ba uống đỡ nha. Đó, ba thấy chưa? Ảnh gây với con xong á, bỏ đi tới giờ chưa về luôn đó ba. Mà con có làm gì sai đâu ạ. Tại ảnh á, ảnh cổ hủ quá thôi à. Cũng tại ba cưng chiều con quá, cho nên bây giờ con mới như vậy đó. Trước khi con muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của chồng con. Ba ơi là ba, nếu mà bàn trước á,
thì đâu còn bất ngờ nữa đâu ba. Bất ngờ đâu ba không thấy, chỉ thấy toàn là kỳ cục cái gì đâu á, không hợp với tập tục của người Việt Nam mình con à. Ba à, ba tới là để ba an ủi con hay là để trách móc con thêm vậy? Mấy cái tập tục lạc hậu đó con không chịu được. Bây giờ là thời đại mới rồi, nên cái gì cũng phải nhìn theo con mắt hiện đại chứ ba. Ba không cấm con suy nghĩ tiến bộ hiện đại, nhưng con phải biết ăn theo thuở, ở theo thời con à. Có những cái cần cải tiến, nhưng có những cái nó đã trở thành truyền thống rồi, chứ đâu phải con muốn làm khác đi là được. Đó, con lại như vậy nữa rồi. Hễ mỗi lần ba nói cái gì con không vừa ý, con lại giận dỗi với ba như vậy đó hả? Từ ngày con lấy chồng cho tới bây giờ, có khi nào con làm tròn bổn phận của người vợ chưa? Nhà cửa thì bỏ bê, không chịu chăm sóc gì hết. Nhưng mà còn lâu á, con mới làm hòa với ảnh. Ảnh mới là người phải dẹp bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó đi. Trần, sao con đang ngồi nói chuyện với ba mà? Trần, con nhỏ này cứng đầu cứng cổ hết sức. Ờ, sao rồi? Dạ, em đã hỏi bác sĩ điều trị cho chị Tuyết rồi. Tình hình xấu lắm anh ba. Nhưng mà phải có cách cứu chữa chứ. Bà Tuyết được đưa đi cấp cứu kịp thời mà. Tuy là cấp cứu kịp thời, nhưng do chị uống thuốc ngủ quá liều nên não và thận bị ngộ độc rất nặng. Các bác sĩ đã làm hết sức rồi, chị còn biết trông chờ vào vận may thôi anh à. Tuyết có sao không cậu? Bác sĩ đang cấp cứu cho Tuyết, tình hình cũng có vẻ khả quan lắm chị. Vậy đỡ rồi, tôi cũng mừng lắm. Cảm ơn cậu đã ở đây với em tôi. Dạ không có gì. Tôi có việc phải về trước. Đây là điện thoại của Tuyết nè, trong đó có số điện thoại của tôi á, có gì chị cứ gọi cho tôi nghe. Dạ cảm ơn cậu. Nãy giờ luôn buông tao quên. Dạ. Bà Tuyết á là sếp của tao, mày lo đi làm việc đi. Đừng có nghĩ bài bản nha mày. Dạ. Ủa, còn 15 phút nữa là tới giờ họp rồi, sao chuông điện thoại mình không réo ta? Ủa, sao lại có cái giỏ này đây? Nãy em đã nói rồi, chị phải mua thêm 2 chai nước hoa nữa, vậy mà chị không chịu mua. Em mới xài chút xíu à mà hết rồi. Thôi đưa đây, xịt hoài à. Em tham vừa thôi chứ. Em có biết là hai con búp bê với cả đống đồ dùng này bao nhiêu tiền không? Mà còn đòi hỏi nữa. Em có biết đâu. Bao nhiêu? Gần 1 triệu chứ đâu có ít đâu mẹ. Ai mua cho hai đứa cái đống đồ mắc tiền này? Dạ, bé Minh, bạn của Diều Quyền đó, mua cho tụi con, còn nói á là tụi con muốn mua cái gì thì mua cái đó. Thích lắm á mẹ. Bé Minh còn nói là bạn thân của mẹ, bé thích mẹ, mẹ thích hai tụi con luôn. Để bỏ tất cả cho mẹ. Mẹ, từ giờ trở đi mẹ cấm hai đứa tuyệt đối không được nhận quà của bác Minh nữa, nghe chưa? Sao vậy mẹ? Sao vậy mẹ? Sao vậy?
Sao tự nhiên mẹ bắt tụi con phải bỏ? Tụi con không chịu đâu. Bây giờ không nói nhiều, mẹ kêu bỏ là bỏ. Không, không, con không chịu đâu. Ba mẹ có bao giờ mua cho con mấy thứ đồ đẹp như vậy đâu. Bác Minh thương con nên mới mua cho con, chứ con đâu có đòi. Mẹ nói mẹ... bỏ nghe chưa? Bỏ nghe chưa? Đưa đây. Đưa đây. Mở. Đưa đây. Không mở đâu mà mẹ. Mẹ nói mà không nghe hả? Lì hả? Lì hả? Lì nè. Lì nè. Lì nè. Thủy. Lì nè. Nè. Con đã làm gì mà em đánh con như vậy? Đi vô học bài. Mau lên. Vô học bài đi con. Tụi nhỏ làm gì mà em giận dữ vậy? Cái gì cũng phải từ từ dạy nó chứ. Còn anh, anh chịu về rồi đó hả? Chắc sếp yêu dấu của anh khỏe rồi chứ gì. Em nói gì kỳ vậy? Người ta gặp nạn thì mình phải giúp đỡ. Huống hồ gì đây là người quen của anh. Người quen hả? Quen đến độ mà anh bỏ cả việc nhà để đi lo chuyện bao đồng cho người ta. Anh coi đó, ăn mặc vậy mà đi ra đường luôn đó. Mà cổ hết thời rồi, anh còn bám đeo cổ để làm gì? Cổ bị gì á thì kệ cổ đi, không có đến phần anh lo đâu. Sao em lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy? Dù là một người không quen biết gặp nạn, anh cũng giúp nữa. Huống hồ về đây là giám đốc cũ của anh. Cổ còn không biết có qua được hay không nữa, vậy mà em lại có những lời vô tâm như vậy. Ừ đúng rồi, tôi vô tâm, nhưng vẫn còn hơn loại người như anh đó. Anh chỉ biết lo cho người dân thôi, chứ có bao giờ anh để tâm tới mẹ con tôi phải sống thiếu thốn như thế nào không? Anh có bao giờ làm cho mẹ con tôi được hãnh diện chưa? Hay là anh chỉ biết đem phiền phức về thôi? Người ta có chồng á là để đỡ đần chia sẻ. Còn đằng này á, tôi phải è lưng ra làm để mà nuôi cả cái nhà này, mà anh cũng không giúp được chút việc nhà cho tôi. Anh đúng là đồ ăn bám, đồ vô tích sự. Cô im đi. Chào ba. Con xin lỗi ba. Ba tới đột ngột quá nên con không ra gặp ba liền được. Không sao đâu, ba chờ con được mà. Thật ra ba tới đây là vì chuyện của con Trân. Hôm trước ba có nghe con Trân khóc, kể lể chuyện con trách nó cái hôm đám dỗ anh xui. Mặc dù Trân là con của ba, nhưng ba không thể bênh vực cho nó trong chuyện này được. Ba nuôi nó từ nhỏ nên ba rất hiểu tính của nó. Cái gì nó cũng muốn làm theo ý của mình. Dạ. Mà không bao giờ chịu để ý tới cảm xúc của người khác. Lẽ ra ba phải cứng rắn hơn trong cách dạy dỗ con cái của mình từ trước, thì sẽ không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay đâu. Dạ ba. Ba biết trong chuyện này á, con trách con Trân là đúng, nhưng con hãy vì ba mà bỏ qua cho nó lần này. Rồi con cũng nên uốn nắn vợ con từ từ, để sau này sẽ không có những chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Có được không Quy? Thật tình con không muốn chuyện giữa hai vợ chồng con lại làm ảnh hưởng, làm mất thời gian của ba. Con hiểu ý ba. Ba yên tâm đi, con với Trân sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu. Con xin lỗi ba, con có điện thoại. Alo, cô Linh hả? Có chuyện gì không cô Linh? Cô nói sao? Cô ấy nói là phải gặp được tôi mới chịu xuất viện hả? Nhưng mà bây giờ tôi bận lắm, đang có việc riêng. Chào. Ừ.
Chào em. Anh không ngờ em lại gọi cho anh. Tặng em. Những món đồ này là có ý gì? Anh đừng tưởng tôi không biết là anh cố tình làm cho con tôi thích anh, rồi anh ngấm ngầm phá hoại gia đình tôi. Không mấy món quà nhỏ mà em suy nghĩ như vậy à? Chẳng lẽ trong mắt em anh xấu như vậy sao? Trong mắt tôi anh còn tệ hơn như vậy nữa. Anh làm ơn tha cho gia đình tôi đi. Anh thừa nhận ngày xưa anh có lỗi với em, nhưng thực sự anh của em lúc nào cũng ở đây. Bây giờ gặp lại hai cô bé xinh xắn dễ thương như mẹ, anh làm sao có thể kềm lòng không thương được. Tôi nói một lần sau cùng, và mong là anh hiểu tôi. Đừng bao giờ làm phiền tôi cũng như gia đình tôi nữa. Chuyện của tôi và anh đã là quá khứ rồi. Đừng khơi gợi lên làm gì để làm khổ cho cả hai gia đình. Như thế nào là ảnh hưởng đến cả hai gia đình? Nơi em đang sống bây giờ là gia đình hay sao? Chồng em có chia sẻ đỡ đần gì được cho em không? Anh im đi, đó là việc của tôi. Nhưng anh không chịu được một người phụ nữ giỏi giang như em lại chấp nhận có một người chồng vô dụng như vậy. Không thể bảo bọc lo cho em được đầy đủ. Vì sao chứ? Thì sao chứ? Đó là sự lựa chọn của tôi, không liên quan gì tới anh hết. Em càng tỏ ra gai gắt, em càng chứng tỏ em có tâm lý bất ổn khi ngồi đối diện với anh. Rõ ràng anh hơn hẳn chồng em, có nhiều điều kiện để lo cho em có cuộc sống sung sướng đầy đủ hơn. Anh đừng có suy nghĩ bụng ta ra một người. Chồng tôi có, có những cái mà anh không bao giờ có được. Vậy cái đó là cái gì? Điều đó không cần thiết với anh. Alo, có gì không con? Dạ, mẹ đang ở đâu mà giờ lại chưa về? Ba kêu con rồi mẹ về đó. Nói với ổng là mẹ đi luôn rồi. Anh chị dùng gì vậy? Cho hai chai kem đi. Dạ. Ủa em à, anh có làm món điểm tâm mà em thích nè. Ăn rồi hãy đi làm nghe. Em thôi mà. Thôi mà em, đừng có giận anh nữa mà. Mấy đứa nhỏ sắp ra rồi, em ăn chung cho nó có không khí nghe. Ủa mẹ, Thủy, em có giận anh á thì em trách anh. Em đừng có làm vậy, mẹ tới mẹ thấy mẹ sẽ buồn lắm á. Thủy, em đừng có như vậy nữa mà. Em cũng biết tính của nội rồi. Nội mà biết chuyện lục đục của hai vợ chồng mình á, nội đi bù lu bù loa lên, lúc đó khó xử với mọi người trong gia đình lắm. Thủy, nghe Thủy, anh năn nỉ em đó. Mẹ à, con. À, để con. Mẹ vô đi. Ừ. Mẹ tới chơi nè em. Dạ, thưa mẹ. Dạ. Ừ, con chuẩn bị đi làm hả con? Dạ. Từ bữa tới giờ không thấy mấy đứa nhỏ qua chơi. Mẹ nhớ quá trời à. Đây nè, mẹ có mua trái cây với lại tất cả những thứ mà con với mấy đứa nhỏ thích đây nè. Lát dạ. Nữa rồi mẹ gọt cho con với mấy đứa nhỏ ăn nghe. Dạ. Thủy à, mẹ tính ở đây chơi một hai bữa, được không con? Dạ, dạ được.
làm ơn làm phước, đuổi hết ba cái xui xẻo đi để cho con buôn bán rồi. Ui. 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 Ê, trời xin ra coi. Trời ơi. Em mới đốt phun lông tự nhiên anh đạp lên à? Anh làm gì vậy? Đừng lấy tiền của em, hôm nay bán ái lắm biết không? Trời ơi, đưa cho anh vài trăm coi. Trời, đang nhậu hết tiền mất hứng quá. Trời ơi, hôm nay bán ế lắm á. Em đang lo là không có đủ tiền trả tiền hàng cho người ta nữa nè. Mà anh đi nhậu từ sáng tới giờ rồi, thôi về nhà nghỉ đi nha. Giờ anh về nhà nghỉ đúng không? Ờ. Rồi anh về nhà nghỉ. Đi mà, về về anh nói đi. Nhỏ ra. Anh nói nhỏ ra, anh về nhà anh nghỉ. Đây. Nói gì? Đây đây. Đây đây. À, ơi, ơi. Đây. À, thôi mà Hà, đừng có lấy tiền của em mà. Trận. Thôi mà anh. Trời, mấy trăm thôi. Đừng lấy tiền. Anh, trả tiền cho em. Thôi đừng lấy tiền của em mà anh. Anh ơi, anh. Ê. Bây giờ đau hả? Bây giờ trời. Thằng nào đánh tao? Anh nè. Ủa? Cái gì? À... cái gì? Nó đánh em được phải không? Nó đánh em quá trời luôn. Suốt ngày cứ đánh hoài. Cái thằng này càng ngày càng quá đáng mà. Nó lấy hết tiền em đi lấy luôn tiền rồi. Được rồi, Phụng. Mày biết tay tao nè Phụng. Tao xử mày nè Phụng. Anh Hồ ơi. Mày định hù cho tao chết hả? Giờ này bận nguyên một bộ đồ trắng, sủ cái đầu xuống vậy. Lưỡng lờ. Trời ơi, tao tưởng ma. Con có làm gì đâu mà nội nói con lượng lờ. Bộ đồ này chị Trân mặc không vừa mới cho con đó. Con đợi anh Phụng về chứ bộ. Nội coi á, khui lơ khui lắc vậy rồi mà còn chưa về nữa. Kỳ vậy ha. Bình thường á, thằng Út nó đi tới sáng vậy, mày có quan tâm gì đâu. Sao hôm nay dở chứng vậy? Hả? Mà nó đâu kệ nó. Mày đâu có quyền quản lý chồng mày biết chưa? Bổn phận của vợ á là phải biết lo lắng cho chồng, phải đợi chồng về, chứ không có bỏ mặc như nội nói đâu. Gì? Tại sao mà lúc nào tao dạy mày, mày cũng cãi là tao hết vậy hả? Bổn phận của mày á là dâu, là mày cũng phải biết. Bổn phận của mày là phải nghe lời thôi, mày biết chưa? Trời đất ơi, khi không mà đêm hôm mày lưỡng lờ qua mày ngủ không được. Mày cũng phải để cho người ta ngủ với chứ. Thì nội cứ đi ngủ đi. Để rồi mai hốt xác anh Phụng về cho nội biết. Hả? Mày nói gì vậy? Thì hồi sáng anh hai con biết anh Phụng đánh con rồi giật tiền của con, nên ảnh chạy đi xử ảnh rồi. Con nó lo muốn chết đây nè, mà nội còn ở đó chửi. Ai mà chịu cho nội? Trời. Mày đó hả? Mày đúng là một con ác phụ ghê chưa? Trời ơi, nó lấy cũng có bao nhiêu tiền đó à? Mà mày kêu anh mày xử nó. Trời ơi. Nè, để tao kêu điện thoại cho má chồng mày, cho má chồng mày về xử mày, biết không? Trời ơi là trời. Tao đã nói với nó biết bao nhiêu lần rồi, biểu đừng có dung túng cho nó. Để ngày nay có sáng mắt lên chưa? Đó, thấy chưa? Thấy gì chưa?
Tao đi kêu nè. Tao nói thiệt, tao kêu điện thoại cho má mày về. Ủa anh? Ủa? Trời con, cái gì? Ngồi xuống đây con. Này con, sao mà sai dữ vậy nè? Ủa? Sao vợ con với nội chưa ngủ nữa? Đừng nói là chờ con nha. Này, đi ngủ đi. Con cũng phê quá. Phê. Đây bà. Dạ. Này. Này, con đi ngủ rồi. Nè, vợ đi ngủ vợ. Nè, tao nói cho mày biết. Mai là nó không có làm sao nha. Nó mà có chuyện gì á, mày không có yên thân với tao đâu nghe không? Mày về nói lại với anh mày á, bớt cái tánh chợ búa đi, biết không?